Hà Nội của bà là bóng dáng ngày xưa, cầu Long Biên chưa phai màu sơn, là chợ Đông Xuân kia bao người qua lại, sống chung một mái nhà tứ đại đồng đường. La 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 la, mộc mạc đơn sơ hạnh phúc là thế đấy. Nào cùng ngồi quây quần bên nhau nói những yêu thương, kia tay bà khéo léo cong ru thật đậm đà thương yêu, lần đầu ghi dấu phu xây gia đình đầm ấm. Tôi yêu câu chuyện của bà. Hà Nội của cháu là phố xa vội xa, cầu Long Biên đã bạc phai theo tháng năm, chợ Đông Xuân đã vượt qua bao tháng trầm, vội vã nhanh nhanh về cho kịp bữa cơm của mẹ. La 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 la, hạnh phúc vẫn là những điều tự nhiên nhất. Nào cùng ngồi quây quần bên